nào cả nhà nha. Đây là giá của nhà Nguyễn Hảo nè, đã làm thành công đây trong ngày thứ 3 rồi nha. Đó, giá này là đã được ủ 3 ngày à, lên rất là đẹp luôn đó cả nhà. Cộng giá là nó trắng tinh nha. Và khi mà mình lấy ra là nó rất là khô ráo, sạch sẽ, chứ nó không có ẩm ướt mà nó cũng không có bị gì hết nha. Đó, mình lấy ra mình không cần rửa, mình đừng có rửa, nhưng mà rửa là giá nhanh hư lắm. Mình sẽ để nguyên vậy, mình gỡ ra rồi xong mình sẽ bỏ vào bọc, mình bỏ vào tủ lạnh. Mình bỏ vào bọc đó, thì mình cũng đừng có cột cái bọc lại để nó ủ hơi, mình cứ để nguyên bọc thì mình bỏ vô tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà ngâm đậu nha. Đậu thì các bạn nhớ là khi mình đi mua thì mình nhớ dặn người ta là chọn cái đậu nào mà để về làm giá. Cái đậu mà người ta phơi á, phơi bằng nắng, còn mà đậu sấy, đậu gì đó là nó không có đảm bảo chất lượng nha các bạn. Khi mình mua về thì mình nhớ mình phải lặt sạch sẽ ra, mình chừa, mình lấy hết những cái hạt nhỏ, hạt sâu gì ra nha, để nó làm hư giá của mình đó. Mình ngâm vào đây cho mình là bằng 6 tiếng hoặc 8 tiếng tùy như các bạn. Nếu mà chỗ thời tiết lạnh thì mình có thể ngâm 8-10 tiếng hoặc là ngâm nước nóng. Đây mình đã ngâm xong 8 tiếng, mình ở miền Nam cho nên trời nắng nóng đó. Mình 8 tiếng là được. Bây giờ mình sẽ đi ủ nha. Mình sẽ rải một cái lớp bao ở dưới cái bao đựng gạo đó các bạn. Sau rồi mình sẽ trùm khăn lên, mình lấy một cái khăn nào nó dày dày nha các bạn ơi. Cái khăn dày 3-4 lớp vậy đó. Rồi mình sẽ trùm lên. Và khi mình trước khi mình làm, mình cho cái khăn cái bao là nó ướt sạch sẽ hết, giặt sạch hết, ướt luôn. Sau đó là mình sẽ lấy đũa mình gài vào nha, để cho nó chặt đó. Sau đó mình đem đi rửa lại cái nữa rồi mình mới đem đi cất nha. Giá này là nó sợ ánh sáng đó các bạn. Cho nên là khi mà các bạn đã ủ xong nha, là mình sẽ đem vào để vào cái chỗ nào mà nó tối nhất á, hoặc là mình sẽ trùm cái bọc đen lên để dưới góc giường hay là dưới chỗ nhà bếp á, hoặc là để trong nhà tắm cũng được cho nó tối để nó không có ánh sáng lọt vào đó. Đây là giá của mình đã ủ được một ngày rồi đó. Đó, rồi nó đã nhú lên rồi đó các bạn. Cái nó đội lên rồi thì cái đũa của mình nó căng cứng luôn rồi đó. Tại vì nó đội lên cho nên là cái khăn của mình là nó cũng chặt nít luôn. Bây giờ mình sẽ nới ra nha. Rồi mình sẽ gỡ ra, mình coi thử coi. Thế bây giờ mình giá của mình sao rồi nha. Đây là giá của mình ngày thứ 2 rồi đó. Đó, nhìn rất là đẹp luôn, vừa đều. Và các bạn nhớ là mình rải đậu cho nó đều nha. Đừng có bỏ đậu nhiều quá, dày quá. Khi của mình đây là nó cũng hơi dày rồi đó. Cho nên là các bạn làm thì nhớ là bỏ ít lại, mình chỉ cần làm một lớp đậu thôi là được. Không biết có đó, mình sẽ gài cái cây lại. Tưới không mình ta? Tiếp tục mình đem vào mình ủ nữa, mình không có tưới nước đâu nha các bạn, tại cái khăn này nó ướt nhẹp rồi đó. Mình không cần tưới nước luôn, mình chỉ cần nhúng ngày đầu tiên vậy là được rồi. Đó, giá của mình là ngày thứ 3 rồi đó. Rồi bắt đầu là nó mọc vòng vòng rồi nha. Nó đội lên vòng vòng. Bây giờ mình lại gỡ cây tiếp. Mình gỡ cây để mình cho nó đội lên. Đó, bây giờ mình cho các bạn xem tiếp nha. Đó là ngày thứ 3 rồi đó. Như lúc này là mình có thể ăn được rồi nha. Nếu mà mình ăn là mình có thể lấy ra ăn được rồi. Rất là ngon luôn đó các bạn. Mọi người nhớ bấm nút like, bấm nút đăng ký kênh, bấm vào chuông và bấm chữ tất cả giùm mình nha. Mình xin cảm ơn. Đó, đây là giá của mình nè, thành quả của mình sau 3 ngày 3 đêm đó. Rất là trắng nha, trắng và đẹp nè. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Các bạn chỉ cần ủ mà không có cho lọt ánh sáng vô là giá nó rất là trắng luôn đó các bạn. Đó, giá này mình làm có một lạng thôi đó cả nhà. Mình làm có một lạng đậu thôi đó. Mà mình gỡ là lần này là lần thứ 3 rồi, mình cân thì lên thì chắc khoảng được cỡ ký lô á. Cái này là mình gỡ một ít rồi, giờ còn nhiêu đây nè, mình gỡ nốt nè. Đó, giá nó rất là trắng và đẹp luôn.
các bạn nếu mà thấy thích thì nhớ là đăng ký kênh, bấm like, đăng ký kênh giùm mình nha. Mình cảm ơn rất nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha.